Xin kính chào quý vị. Đại lý tôi Sài Gòn TV chúng tôi cùng Trí Đức xin hân hạnh vào phần thứ tư của chương trình Tử Vi và Số Mệnh hàng tuần ngày thứ sáu từ 2 giờ PM đến 3 giờ PM. Và kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta hôm nay nói về chúng tôi tiên đoán. Sở dĩ chúng tôi dùng danh từ chúng tôi tiên đoán trong cái chủ đề ngày hôm nay, bởi vì một khi chúng tôi tiên đoán một vấn đề gì, chúng tôi đều có những cái sự làm việc và chúng tôi làm research trong Google Search, trong YouTube, trong Internet, trong những cái web, những cái blog, hay là chúng ta tổng hợp là information từ khắp nơi trên thế giới về để chúng ta lấy một cái chuẩn, chúng ta tiên đoán vấn đề là như vậy. Và kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết rằng là vấn đề tâm linh, chúng ta thâu gợp tóm lại là vấn đề tâm linh, thì chúng ta hàng ngày từ đây cho tới tương lai chúng ta sẽ hiểu được vấn đề tâm linh sẽ phát triển rất là cao, và chúng ta sẽ không có sự phân biệt tôn giáo. Chúng ta thấy tất cả chúng ta cũng chỉ về với là một thượng đế mà thôi. Thượng đế đó là God, là ông trời, là thượng đế. Chúng ta chỉ có một thượng đế. Tất cả tôn giáo của chúng ta là bởi vì cái vấn đề mà văn hóa địa phương và cái lãnh thổ nó có sự khác biệt, nhưng mà chúng ta chỉ có một thượng đế mà thôi, chúng ta không có hai thượng đế. Cho nên chúng tôi tiên đoán rằng là hàng ngày chúng ta sẽ phát triển tâm linh về vấn đề thượng đế rất là cao là như vậy. Vấn đề thứ hai nữa, chúng ta nói về vấn đề sinh hoạt cộng đồng của chúng ta, thì chúng tôi tiên đoán rằng là cái phần thắng về những người nữ tranh ra tranh cử, bởi vì những người nữ này không có ai mà bị những cái vấn đề mà nghi ngờ hoặc là có những cái việc làm mà không phải thật sự để phục vụ cho cộng đồng hải ngoại, thì chúng ta thấy những người nữ dễ tiên đoán hơn. Hơn nữa, tất cả những cái cuộc mà tranh cử này đều đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ để mà dương cao cái tinh thần, cái tình đồng hương cũng như là cái sự quả cảm của những người mà yêu con, yêu dân, yêu nước, của tiếng mẹ, lá cờ thiêng mà chúng ta đã tranh cử là như vậy. Và chúng ta tôi làm trên YouTube, Internet, thì chúng ta thấy có một số người đã không có hiểu được ý nghĩa của cái ba sọc đỏ. Kính thưa quý vị, khi còn trẻ tôi đã được các giáo sư về văn sử học trong miền Nam Việt Nam, người ta có nói cho biết rằng là lá cờ thiên, lá cờ vàng, ba sọc đỏ có ý nghĩa rằng là ba miền Nam Trung Bắc của chúng ta, một cây làm chẳng lên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao, tức là ba miền Bắc Trung Nam chúng ta cần đoàn kết lại dưới dòng máu đỏ da vàng, chúng ta có thể tạo thành một quốc gia độc lập và thành công hơn bao giờ hết. Mà lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta là từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh, và nó đã biến hóa từ theo cái nhu cầu của lịch sử đến ngày hôm nay là ba cái dòng đỏ đó. Có một số người trẻ, người ta đã không hiểu được cái ba cái dòng đỏ đó, người ta cho rằng là ba que, ba cái que đó cũng có thể là ba cái que để mà đánh đòn cho những người mà phản quốc, bởi vì lá cờ thiên là lá cờ của đất nước, của tổ chức của mình, không phải là lá cờ thuộc về một đảng phái nào cả. Vì chúng ta, đất nước chúng ta có đảng Đại Việt, chúng ta có đảng Quốc dân đảng, chúng ta có đảng giải phóng miền Nam, chúng ta cũng có cờ của mặt trận giải phóng miền Nam, vân vân. Và rồi cuối cùng là đảng Cộng sản đã chọn một lá cờ để mà đại diện cho nước Cộng hòa Dân chủ Xã hội ngày hôm nay. Thưa quý vị, một số người trẻ đã thắc mắc không biết rằng là cái cuộc chiến như ngày xưa như thế nào, ai là vị chính nghĩa. Những người lính Việt Nam Cộng hòa khi tôi còn trẻ đó, các bạn đàn anh của tôi gia nhập lính vào thì động viên vào, và ở trên các đài truyền thông truyền hình của đài Việt Nam Cộng hòa ngày xưa đó, người ta là vào lính để mà chúng ta chống lại cái giặc xâm của Cộng sản, tức là cái Cộng sản quốc tế họ đang tìm cách để mà ta thôn tính đất nước chúng ta. Cho nên là tuyển mộ những người lính Việt Nam Cộng hòa là những người lính đứng về phía chính nghĩa, đứng lên để bảo vệ non sông đất nước của chúng ta, chống sự xâm lăng của Cộng sản và Cộng sản quốc tế. Để làm gì? Để mà bán nước, bán dân, hại dân. Đó là cái nghiệp của đất nước chúng ta. Và những người lính Cộng hòa của chúng ta xưa kia là những anh hùng, những anh dũng đáng tôn trọng, đáng kính. Những sự ra đi, những sự chết đó, chết về quê hương tổ quốc rất là nhiều, là chúng ta cũng kính trọng luôn. Tất cả những người nào đã chết về quê hương tổ quốc, chúng ta đều kính trọng hết tất cả, kể cả hai miền. Nhưng mà cái chính nghĩa của chúng ta là những người lính Việt Nam Cộng hòa đã có chính nghĩa là như vậy. Cho nên những người trẻ sau này đó, chúng ta nên muốn biết được thế nào là nền đệ nhất Cộng hòa, nền đệ nhì Cộng hòa, thể chế Việt Nam Cộng hòa thế nào, và cái
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thế nào. Chúng ta không nên ngồi nghe một giáo sư hay là một người nào đó nói, ví dụ như giáo sư Phạm Chí Bảo đến giờ phút này hãy còn nói về chiến lược Kim Liên của ông Hồ Chí Minh, của người yêu, vân vân. Đó là những cái việc mà tuyên truyền không có xác thực. Chúng ta muốn biết được cái gì về sự thật, chúng ta phải hỏi tất cả mọi người trên thế gian này, hỏi Google Search, hỏi Wikipedia, hỏi YouTube, hỏi rất nhiều ý kiến. Chúng ta không nghe ý kiến được một người được, một chỗ được, mà chúng ta phải nghe khắp nơi để chúng ta xác định được thế nào là chân lý, thế nào là chính nghĩa của cái tương lai của đất nước, của một dân tộc. Mặc dù đất nước chúng ta đang ở trong cái hoàn cảnh, một cái thế đứng như thế, những người trẻ sau này là cái tương lai nền tảng của đất nước, chúng ta cần phải có sự sáng suốt, sự hiểu biết bằng kiến thức của tất cả mọi người, bằng sự trí tuệ của mình. Không nên ở trong một cái chỗ, một cái đất mà nghe một hai người nào đó nói về cái đảng cộng sản mà tin hết. Chúng ta phải sáng suốt và trí tuệ để con đường đi chúng ta, tất cả chúng ta sống trên thế gian này đều phải chết, không có ai sống mãi được. Cho nên là chúng ta có một đời sống có ý nghĩa vì đất nước là điều chính yếu. Chúng tôi xin phép vào phần giảng giải lá số tử vi như chúng tôi đã hứa. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sanh của người kế tiếp. Alo. Dạ thưa anh. Ngày tháng năm tháng ngày dương lịch nhé. Dạ thưa thầy. Dạ con trai. Con trai. Ngày 25/2002. 8:20 tối ạ. Ngày 25/10/2002. Dạ. 8:20 tối. Dạ. 8:20 tối. Năm 2002, 8:20 tối, nam. Năm nay thì mới 17 tuổi à, nhá. Ngày 25/10/2002, lúc 8:20 tối, tôi cho biết là cuộc số của người trẻ này trong tương lai như sau. Đây là người trẻ, phải nói rằng là một người trời cho cái khả năng tôi gọi là tương đối, ăn nói đẹp, sáng sủa, thông minh, hay, nhá. Nhưng mà làm gì cũng bỏ cuộc hết á, làm gì cũng vội vàng vàng bỏ cuộc. Tránh cái sự nguy hiểm cho mình. Người không bao giờ hài lòng với thân phận mình, lúc nào cũng muốn thay đổi, muốn thành tựu tất cả cái. Chính vì thế mà sắp lập gia đình rồi sẽ bỏ gia đình, sắp thành học ngành này rồi sẽ bỏ ngành khác, chạy lung tung, nó tạo những cái sự thất bại trong đời của mình lắm. Nhưng con người nhìn vào thì đây là cái người giỏi, có trình độ và có khả năng để làm được nhiều thứ lắm. Nhưng mà những cái vì sao, cái vị trí sao đó, nó không cho mình tạo thành cái sự bình tĩnh để mà bình tâm, để mà tạo cái cơ nghiệp của mình. Mặc dù con người này thì con người biết lo, biết sợ thất bại và muốn thành tựu, nhưng mà gặp những cái chông gai không khó thành tựu lắm. Có những lúc mà làm được rất là nhiều tiền, bắt đầu từ 22 tuổi trở đi sẽ làm rất là nhiều tiền, có công việc làm vững vàng thành công lắm, nhưng sau đó là mất hết tất cả các cái đi, khi vào tuổi 30 mấy tuổi mất hết tất cả các cái, và cuối đời của mình chỉ là người chung chung thôi, bận rộn suốt một đời đấy, cuối đời luôn bận rộn đấy. Người này cần có một cái thời gian dài của một người đi tìm một thầy tử vi giỏi, người ta sẽ giải thích cho mình nghe. Ở Lý Tư Sài Gòn Tử Vi chúng tôi cũng có rất nhiều thầy tử vi giỏi, quý vị có thể gặp bất cứ người nào anyway, thì hỏi người ta, tâm sự với người ta, được người ta đủ thời giờ để chỉ cho mình cách khắc chế những cái khó khăn trên cái cuộc đời của mình để mà mình tạo sự thành công. Chúng ta phải lợi dụng cái lá số tử vi của mình để mà chúng ta tạo cho sự thành công trong đời của mình hơn. Ngoài ra chúng ta còn có một cái kiến thức, một cái khả năng, một cái kinh nghiệm sống, một cái bằng cấp vân vân. Chúng ta đương nhiên điều đó là cái điều cơ bản của chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng phải để ý xem rằng là cái trời đất sắp xếp mình có đúng như thế không. Chúng ta phải cố gắng qua những cái giai đoạn của cái bản đồ trên cái số mệnh của mình để mà mình sắp xếp mình đi cho nó chính xác hơn, kiểu như vậy, để chúng ta tránh những khó khăn của mình như thế nha. Dạ, con cảm ơn thầy. Chúc mừng bạn. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sanh của người kế tiếp. Alo. Alo. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sanh ạ. Alo. Dạ, thưa, ngày 27/1/92, 1:30 sáng, 32 sáng. Ngày 27/1 năm 92, 1:32 sáng. Vâng. Cho biết rằng là người nam hay người nữ ạ? Dạ, người nữ. 1:32 sáng như vậy, người này có khả năng sẽ sinh vào giờ Sửu, 1 giờ cho tới 3 giờ người nữ. Rồi lắng nghe tôi nói về số mệnh của người này nhé. Người nữ này là, phải nói rằng là, tuy là người nữ, nhưng mà cái, xác thân người nữ đấy, nhưng mà cái tư tưởng người ta này giống như con trai vậy đó, cứng lắm, cứng trắng lắm nha, liều lĩnh lắm. Và người này thì giỏi về
cái sự quyết định, cái sự làm việc của mình, cái thân xác của mình thôi nha. Nhưng mà rồi sẽ gặp nhiều sóng gió chân chuyên vô cùng, bởi vì con người này quyết định chọn những cái khó khăn đi vào đời thôi, chứ không chọn những cái dễ dàng hay là không có an bình đâu nha. Sau này chị được cái tấm chồng tương đối khá đó nha, tấm chồng tương đối là khá đó, nhưng mà sẽ gặp nhiều cái sự rắc rối lắm, và chính bản thân mình phò cho chồng, lo cho chồng đó, nhưng mà đôi khi chính bản thân mình cũng muốn rút withdraw để mà có một cái sự đường đi riêng tư của mình nha. Cuối đời người này phải chờ cho đến 52 tuổi thì sự nghiệp mình mới thành công và nổi tiếng nổi danh nha. Sơ đồ số mình là như thế. Kính thưa quý vị, chúng ta vào phần đúc kết của chương trình ngày hôm nay với chủ đề là chúng tôi tiên đoán những dự kiện của cái thời sự cũng như con người và những vấn đề của thời cuộc. Chúng tôi hy vọng rằng là những điều tiên đoán này sẽ xảy ra đúng như sự thật, và chúng tôi mong rằng là chương trình sẽ cố gắng đem đến quý vị những cái điều thú vị, những điều hay, những lẽ phải, những điều có ý nghĩa trong đời sống, để chúng ta có một đời sống tốt đẹp trong một tiếng của một ngày thứ sáu, quý vị có một thời gian ngắn để mà lắng nghe được những lời mà chương trình tử vi vừa mới trình bày. Xin chúc quý vị một ngày an bình và hạnh phúc, một cái tuần đầy thắng lợi. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới ngày thứ sáu từ 2 giờ đến 3 giờ PM. Xin kính chào quý vị.